Năm 2021 đã qua đi với quá nhiều mất mát đau thương. Covid-19 thật sự đã làm đảo lộn cuộc sống của không ít người. Vậy nên, điều mà thế giới quan tâm vào lúc này là trong năm 2022, những gì đã diễn ra trong năm cũ có lặp lại hay không. Trả lời cho câu hỏi này, các chuyên gia dự đoán 2022 có thể là năm Covid-19 không còn là đại dịch, phần lớn do tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng cao và các thuốc kháng virus trở nên phổ biến. Thay vào đó, nCoV trở thành loại virus tồn tại lâu dài, độ nghiêm trọng giảm dần và trở thành một phần trong cuộc sống bình thường mới. Khi trở thành căn bệnh tồn tại lâu dài, COVID-19 sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cộng đồng. Các mầm bệnh kiểu này gọi là đặc hữu, luôn lưu hành trên khắp thế giới, gây triệu chứng nhẹ vì nhiều người có sẵn khả năng miễn dịch từ tiêm chủng hoặc lây nhiễm trong quá khứ người bệnh có thể ho và sổ mũi, nhưng điều chỉnh vaccine là đủ để ngăn người nhập viện hoặc tử vong. Giống với các virus đường hô hấp khác, COVID-19 sẽ đạt cao điểm ở một số thời gian trong năm, rất có thể vào những tháng thu đông. Như vậy, dịch COVID-19 và cú mùa sẽ trùng nhau trong tương lai. Theo Saul Trilov, chuyên gia dịch tễ và bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nếu virus trở thành đặc hữu, Lúc đó, người bệnh chỉ cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng và ở trong nhà thời gian mắc bệnh. Chuyên gia đề xuất duy trì các phương pháp phòng dịch khác như rửa tay, hạn chế tiếp xúc ở những nơi nguy cơ cao. Tiến sĩ Chulov Love hy vọng rằng người dân có ý thức cá nhân tự cách ly ở nhà khi bị bệnh. Bạn sẽ làm việc tại nhà nếu có triệu chứng, nghỉ ốm 1 đến 2 ngày nếu thấy mệt, ông nói Thực tế có nhiều nước trên thế giới đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca nhiễm hoặc tiếp xúc F0. Các F1 không cần cách ly nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc từng mắc COVID-19 trong vòng 120 ngày gần đây. Họ chỉ cần đeo khẩu trang KN95 hoặc N95. Cuối năm 2021, hầu hết các nước thực hiện chiến lược sống chung với COVID-19, từ bỏ biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội để tạo đà phục hồi kinh tế. Theo các chuyên gia, Năm 2022 sẽ đánh dấu những tiến bộ mới trong điều trị COVID-19, thay thế các biện pháp hạn chế mạnh mẽ của hai năm đại dịch vừa qua. Kể từ khi đại dịch bùng phát, giới khoa học đã đặt nhiều kỳ vọng vào các phương pháp điều trị tiện lợi và dễ dàng. Thuốc COVID-19 không ngăn chặn sự lây lan hoặc làm phẳng đường cong dịch tễ, nhưng nó giúp cắt giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân. Molnupiravir và Paxlovid chỉ là sự khởi đầu khi Omicron đang hoành hành và các biến chủng khác tiếp tục xuất hiện. Giới khoa học cho rằng thế giới cần kho thuốc dồi dào để chống lại những kẻ thù mới, đặc biệt nếu biến chủng có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine. Nhu cầu xét nghiệm nhanh còn gọi là xét nghiệm kháng nguyên cũng tăng vọt khi biến chủng Delta chiếm ưu thế. Omicron xuất hiện, ngày càng nhiều người đã làm quen với việc tự lấy dịch mũi tại nhà. Thông thường, xét nghiệm PCR tiêu chuẩn được thực hiện tại bệnh viện cơ sở y tế vài ngày mới có kết quả. Theo các chuyên gia, trong thời gian chờ đợi, tình trạng của người bệnh có thể thay đổi. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh chóng giải đáp câu hỏi tôi có nhiễm nCoV hay không? Đây là điều bạn cần biết trước khi quyết định đi gặp một ai đó. Joseph Allen, phó giáo sư Đại học Harvard T.H. Chan cho biết. Một số chuyên gia cho rằng, trong năm 2022, người dân toàn cầu có thể cần tiêm hơn 3 liều vaccine COVID-19 thậm chí tiêm phòng định kỳ hàng năm giống như cúm mùa. Nếu biến chủng nCoV tiếp tục xuất hiện, các nhà khoa học sẽ điều chỉnh vaccine tăng cường hàng năm để phù hợp với nhu cầu thực tế. Giới chuyên gia cũng đang nghiên cứu loại vaccine phổ quát để ngăn ngừa tất cả các biến chủng nCoV. Tiêm phòng hàng năm có thể là một thách thức. Việc thuyết phục người dân, đặc biệt là nhóm hoài nghi về vaccine, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi COVID-19 trở thành căn bệnh theo mùa, không còn gây triệu chứng nghiêm trọng, một số người có thể chủ quan và bỏ qua tiêm chủng. Trong dịch cúm mùa năm 2019 diễn ra trước COVID-19, chỉ có 48% người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine. Theo một số chuyên gia, năm 2020, COVID-19 khiến cộng đồng bất ngờ, hoang mang nhưng cũng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học, y tế. Năm 2021, đại dịch đã có thời điểm đẩy toàn cầu vào ngưỡng tuyệt vọng nhưng cũng ghi nhận chiến dịch tiêm chủng thần tốc chưa từng có trong lịch sử. Nhiều người kỳ vọng 2022 sẽ là năm mà nhân loại học cách sống chung với mà bệnh Covid-19 sẽ dần trở thành một phần của bình thường mới. Chúng ta không đi thành vòng luẩn quẩn, các đại dịch đều sẽ kết thúc. Sira Madad, giám đốc cấp cao tại hệ thống bệnh viện NYC Health Plus nhận định. Thêm một tín hiệu tích cực về đại dịch vào những ngày đầu tiên của năm mới. Có nhiều ý kiến cho rằng việc đã từng nhiễm biến thể Omicron có thể là liều vaccine tự nhiên và Omicron sẽ khiến đại dịch này chuyển thành bệnh đặc hữu. Các chuyên gia ở Vương quốc Anh cho rằng Omicron có thể hoạt động như một liều vaccine tự nhiên và tăng tốc độ biến virus SARS-CoV-2 thành bệnh đặc hữu. Bệnh đặc hữu là bệnh lưu hành trong một bộ phận dân số nhất định trong nhiều năm, nhưng mức độ phổ biến và tác động của nó sẽ giảm xuống mức có thể kiểm soát được dựa vào đặc tính gây bệnh nhẹ hơn nhưng lại dễ lây lan hơn của Omicron, nên nhiều chuyên gia đã nghĩ rằng biến thể này có thể cung cấp miễn dịch cộng đồng. Giáo sư Ian Jones, một nhà virus học của Đại học Reading, Vương quốc Anh cho biết, ý kiến cho rằng Omicron là một liều vaccine tự nhiên có thể đúng. Ông nói, các biến thể sắp tới có thể còn nhẹ hơn nữa và vaccine ngừa các biến thể này có thể chỉ cần tiêm cho người cao tuổi trước mùa đông. Omicron dường như không gây ra nguy cơ nhập viện và tử vong cao như các biến thể trước đó. Vì vậy, nhiễm Omicron mặc dù còn có những rủi ro chưa được biết tới, nhưng có thể giúp tăng cường miễn dịch. Một loạt các nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng Omicron gây bệnh nhẹ hơn và có tỷ lệ nhập viện thấp hơn từ 50 đến 70% so với các biến thể trước đây. Các quan chức y tế cũng nhắc lại nhiều lần việc tiêm các mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 có thể bảo vệ cơ thể trước sự lây nhiễm biến thể mới và là cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch. Giáo sư John nói thêm, nếu Omicron là một biến thể đã giảm độc lực và đang dần trở thành bệnh đặc hữu thì các phiên bản sau này còn có thể nhẹ hơn. Dù bạn có nhiễm biến thể nào đi chăng nữa thì khả năng miễn dịch của bạn vẫn sẽ được tăng cường. Tuy nhiên, giáo sư John cảnh báo rằng không nên chủ quan vì vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ ở biến thể Omicron. Thêm vào đó, những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và vẫn cần được bảo vệ. Những mũi tiêm tăng cường sẽ là cách tốt nhất để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 vào lúc này. Tại Vương quốc Anh, các dữ liệu cho thấy việc tiêm mũi tăng cường đã có tác dụng trong việc giảm tỷ lệ nhập viện. Cụ thể, các mũi tăng cường đã mang lại 88% hiệu quả bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhập viện khi nhiễm Omicron. Dữ liệu ngày hôm qua từ Vương quốc Anh cho hay. Bộ trưởng Bộ Y tế Vương quốc Anh ông Sajid Javid nói rằng đây là dữ liệu củng cố tầm quan trọng của vaccine. Chúng đã có tác dụng trong việc cứu sống chúng ta và ngăn bệnh chuyển nặng nếu không may bị nhiễm COVID-19. Dữ liệu này có nghĩa là bạn có nguy cơ nhập viện cao gấp 8 lần khi nhiễm COVID-19 nếu bạn không tiêm vaccine. <laughs>